cái thằng Senet. Ta Senet nha bạn. Đầu tiên quan clip chúng ta đăng ký một cái email mất mật khẩu bắt buộc của khẩu. Bạn bấm send vào mail commit mail bạn, vì mình đã commit rồi nên mình bắt cái địa chỉ. Cái vào. Rồi mình vào mail bạn ấy rồi bắt địa chỉ vào, rồi bạn bấm vào nút create account. Các bạn nhớ bấm send nó mới gửi, bấm nút reset nó mới gửi mail về nha các bạn. Rồi mình đã log rồi. Mình login nha các bạn. Rồi mình stop game nha bạn. Rồi nó gửi về một cái mail nữa. Mình vào mail commit nữa nha bạn. Các bạn chờ chút nha bạn. Con này gửi mail về cỡ khoảng 1 phút 2 phút đó. Gửi về cái tờ. Rồi nó gửi về mà một cái mà có trên này các bạn ơi. Tám sáu bốn hai sáu năm. Rồi các bạn mở ra 864265. Tám sáu bốn hai sáu năm. Tám sáu bốn hai sáu năm. Rồi các bạn bấm nút sign in. Phải không ta? Tám sáu bốn hai sáu năm ba. Rồi lưu. Rồi sau khi mình đã đăng nhập vào một cái tài khoản, các bạn bấm vào ba dấu gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào một exchange thế này. Thế rồi mình có nhận tục cận cho các bạn. Một cái chain là một giao dịch đây. Các bạn chờ chút nha bạn. Chờ nó kiểm tra trình duyệt cái nha bạn. Các bạn cứ chơi đi. Cơ vụ mà bán này các bạn trên điện thoại chừng nào mà nó cho chay, các bạn tải app về các bạn chay nha các bạn. Để coi mình là nhận được bao nhiêu tục cần. Không phải một một dí được đó. Một balance khơ. Anh chạy giúp nghe không? Trước khi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch này, các bạn bấm vào Alexen Messenger nè các bạn. Messenger nè. Này mình kiểm tra giấy nghe. Này giao diện chữ tiếng Anh hơi khó hiểu chút. Máy mình nặng quá. Quay video. Tức trời.
đâu rồi ta? Bấm bấm cho bài gạch lại ra. Mẹ nó. Kỹ chạy. Rồi. Rồi, Assessment Gainman nè các bạn, Gainman nè. Các bạn sẽ nhận được top căng của mình nè các bạn. Ồ, mình nhận được chưa các bạn. 93 USD nè các bạn. Top căng nhận nhiều lắm. Để mình coi mình nhận. Tại cái máy mình nó lót không có chưa lót hết nha các bạn. Sàn này cho phi mà các bạn nhận đi. Đi có đi bullshit with gao nè các bạn nhập vào ba chú gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào chữ enter nữa các bạn chỉnh sửa thông tin mình lại nha các bạn. Rồi các bạn giờ bấm vào một link, lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Một link nè. Bạn nhấp vào các bạn. Đi qua đi xem rồi các bạn bấm vào một mi ghép phơ nha các bạn. Các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân cái link ghép mình đây chỗ này nè các bạn. Hiện giờ con này nó chưa có bắt buộc KC, khi nào mà nó cho cục tiền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cây xe sau các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút mi sao mi blue file nha các bạn chỉnh sửa thông tin mình lại nha các bạn. Đi về đi phải xanh nè. Level 1 hiện giờ nó chưa có, giờ nó cho phi thì mình nhận đi, nó chưa có yêu cầu mình KC. Qua nhập cho ba chữ gạch lại đi. Assignment content nè. Nhớ nhận nhiều, nó thông báo nhận nhiều tốt cần lắm mà sao mà có 93 đô rồi ta. Rồi chừng nữa sau khi chừng nào mà nó cho ấy các bạn bấm vào nút transfer nha các bạn. Hiện giờ tôi cần nó còn bên các bạn, nó cho mình chơi đâu các bạn. Bấm vào một exchange. Các bạn bấm vào một sit man. Tức trời. Nó cho mình nhiều tôi cần lắm các bạn, tại vì cái máy mình lót dán không có được nha các bạn. Có một quýt gao luôn, sau khi chương trình này góp nó các bạn muốn góp tiền các bạn bấm vào quýt gao các bạn. Mình em balance hiện giờ chưa cho rút được các bạn, bị limit rồi nè, chưa limit nè các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc khi không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới các bạn, mình sẽ hướng dẫn cập nhật con này thêm cho các bạn nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.